Bạn sử dụng đây là các bạn đã lấy dương chụp kênh tiết nơi khả năng mê riêng opinion paragraph rồi biếp đi ca sử dụng opinion paragraphs. Và đôi thay muốn dương bạn sử dụng ông bì paragraph mối tệ tông tình năng bật thiên là bọt công dụ tớ đài lập này kháng sử dụng này. Còn bạn sử dụng rịp rộp ông bì con vị bắt rồi bọt công dụ tớ. Và đôi còn dùng khởi nhà công dụ tớ vì mình con vị bắt. Thế ngày này dương nâng tạm đa nà riêng ông bí xâm nê rô bó bó rô mẹ ní để quạt xe ông bí cún xâm bắt rô bó công dụ tờ. Bà đời quạt dụ khởi nhà công dụ tờ cứ vì miên cún xâm bắt. Bà ní xâm nê thang ngày mốn. Bà ní cứ ở vầy đi dương trời riêng xâm rạp thang ngày ní. Bà đài mình pro mẹ nâng quạt xe ông bí cún xâm bắt rô bó công dụ tờ. Bà advantages of computer. Và đâm bây cũng ai khát bí vì lý là dương tạm đàn mưu từng ọc nề máu. There are three advantages of computer. Và miền này thà computer miền cun xâm bạch bày giảng. It is used as a study material. Và vì cứ trực ban kì pra chia xong bệ sạch xa. Và vì nó cứ xâm đại lưu computer. Chân computer miền cun xâm bạch bày giảng hay cun xâm bạch tìm mối nó cứ nì. Cứ trời bàn kì pra xâm rạp chia xâm phở rẽ xâm rạp sạch xa. Nhưng chẳng là dừng mưu được tiết, ta kì pra dừng mạch khá. More than 50% of people around the world uses computer for their learning process. Và kì tha bộ chi chốn rưu gồm nụ mà nia chiêng 20% nơi lưu phục luộc ní bàn pra computer xâm rạp đồng nạ ca này ca riêng nộ bọc bộ kì. They use computer for surfing many lessons related to their core lesson in the classes. Bộ kế bàn pra computer xâm rạp xoay nhờ rộng nơi mê riêng chỉ chán đã tệ tông tình năng mê riêng cool nơi khăn ông thả riêng. Và in developed countries, both students and teachers use computer for e-learning. Và nơi khốn nông bất tế đại bàn hạ bì vọt hỏi nụ. Và tiền phí cứ cụ hỏi nâng sơ nâng ánh. Tại anh đẹp pra computer xâm rạp e-learning. Và ấy tới e-learning. They learn online classes. Và phụ kế riêng tam online. Và những ca riêng tam online nâng kê hai thả e-learning. Đối chân ấy cứ đạch khát trời tử miên computer xâm rạp sắc xa tam rồi dạ online nâng. Ok, tỏ tiết. Most students in higher classes use computer to do the presentation for their assignment. Và xâm rạp ní sát phía chân đại riêng nấu thân ác buộc buộc nó. Cứ buộc kê tay nè pra computer đảm bây phơ bọt bằng hành nây kết ca sài chữ rô bọc buộc kê. Và chẳng bà khuyên computer tế buộc kê mình át phơ bọt bằng hành bàn tì. Vậy đại kê bàn phơ ca sạc xa sài chữ rô mà hỏi nó đôi chân ế. Khănông ca thư bọt bằng hành của kê trời miên công dự tờ. Xâm rạp thư bọt bằng hành dọc bằng tụ. Bằng hành tờ đo mất ở rùm thân ạ nơi khănông thân ạ riêng năng. Công dự tờ can give everything student want. Và công dự tờ ai bắt đo nơi ở vầy vầy cục giáng đa sơ trời ca. Và chẳng cứ riêng rộp lăng vinh. Công dự tờ về miên con xâm bạch bày giàng hơi con xâm bạch. Chúng nói tìm mối nó cứ ca pra chia xong bởi đại sạc xa. Hói đại dương riêng rộp màu cả lòng mà là hốt đoàn trầm này ní. Cứ riêng rộp ổng bí ca pra công chữ tớ thư chia xong bởi đại sạc xa. Và lớp bằng to tiết. One more point. Chúng nói mối tiết nó cứ thả công chữ tớ is used công chữ tớ is used for entertainment. Công chữ tớ trang ban kia pra xâm rạp ca cầm sàn. Và xâm rạp ca cầm sàn nhàng mạch tớ chúng ta làm mớ. There are many entertainment programs on YouTube. Và miễn cam bị thi cầm sàn chỉ trả nơi lơ YouTube. So when you have a computer, you can go in it and play favorite video, films and music. Và đôi chân này. Person và nẹ miễn computer mới cướng. Nẹ ai bà cho tới cam YouTube bà ít nâng gửi YouTube. Hai ai chạy video để nẹ quên chất. Và chạy rương để nẹ quên chất hay nâng chạy đoàn trái phòng đài. Some people use computer to play game to reduce their boringness after studying long hours. Và này
Manu mua chùm nuôn ban prao prao computer đâm bay lên game đâm bay cắt bằng thoi nơi phiếp thôn tròn và toa bị bộ kế riêng ở dạng phê chỉ tràn màu. There are a lot of small funny program with computer và miền cam vị thi sạp bài chỉ tràn tiết đại là trời prao chùm mùi nâng computer nô. Ok, chẳng riêng rộp mà bằng này mà cả nạt mạnh ní cứ riêng rộp một bí computer khi prao prao xâm rắp chỉ ca cầm san. The last thing chúng nói trong cái đó nó cứ thả computer is used for communication. Computer trở ban cái prao xâm rắp cách ca tùm nẹ tùm nông. Everyone always said that the world is in our hand because we can communicate to each other even though we stay far away from each other. Nè, cổ rục khá tay nên là dạy thà vì phụ lô cứ thật nơi lưu cầm đập đáy rồi bỏ phụ dương. Vì phụ dương ai thua ca tẹo tông khá nế tôi bây giờ phụ dương rùa nơi chẳng ai bị khá nế gọi đòi. We can speak together face to face across the country or continents. Và phụ dương ai nì dây chỉ môi khá nế từ vinh từ mau tôl mục khá nế bán và ai nì dây chlong bà tế rưu gò chlong thuy bán. Video call or chatting via Facebook, Skype, Line or Telegram is the most useful for people who live far from each other. Okay, nè. Video call rồi có cả chat tam rồi dạ Facebook, tam Skype, tam Line rồi có tam Telegram cứ vì miền giả rạc xâm khăn bằng phốt. Và xâm rạp mà nụ mà nế đã là rùa nơi chẳng ai bị khăn nè. Not only speak together, mần men trâm tê nì dây dù môi khăn nè nụ tế, but people can chat by writing message for communication also. Và mà nụ mà nế có ai chat và tam rồi dạ ca sở xe mì xe và xâm rạp chì ca tùm nẹ tùm nông khăn nè phòng đài. Thôi lý, xa rốc xì kì đây mốc. Computer is really useful for people on the world because we can use it for studying, for happy activities and contact to each other. Và sở rộp xì cái đây mốc, computer cứ việc bất chìa miên sở rạp và giáo khăn nè. Xâm rạp mà nụ mà nế nửa lưu phụp lộp đòi xa tại dương ách pra computer nắng đâm bay thì xong phải rẽ xâm rạp sắc xa. ปลาปลาสำหรับกรรมเพียบสบายสบายให้นั่งสำหรับการแตะตรงเคลียร์ผ่องได้บ่าจังเรียบรอบมาเตียงประมาณนี้สมได้จำปีกุลสมบัติระบบคอมพิวเตอร์บ่าแล้วยังมันต่อมือติดเตียดนี่คือสำหรับวิเพียเอาเนี่ยศึกษาหนังงี้สรุลขนมกาเมื่อนั่งงี้สรุลขนมกายกวิจิกรมรู้สำหรับสเซ và đọc bây giờ sẽ xe khăn ông cách cá ca bỏ lòng cái đấy ca sẽ xe ca nghe play ca xanh xanh cái đấy dương ngọt miền hai lại bòi chẳng thế ná cứ dương sẽ xe bạp này và hai dương cho bần toát tay mà đong thì xâm rạp phê ra cả năng kì ọt cho bần toát cho đàn đong đi dương cho bần toát tay mà đong chẳng máu xe là hô đòi chọc chẳng màu hơi ọt miền trời ca hai lại bạp này thì và bần tay này xâm rạp nó không mê riêng trong trời ca hai lái đồng bây ở nhà riêng nó nghỉ xuống không cả mưa thả tá mùi na chỉ topic sentence mùi na chỉ main idea mùi na chỉ supporting sentence hay mùi na chỉ concluding sentence và chẳng bây giờ vì phía máu nơi lưu paragraph mùi ní khánh ta khẳng lưu kê vòng on ní ní cứ chỉ topic trong này ai à so đồng miên po bị toàn ní cứ chỉ topic sentence nên ở khnếp lịch hay rừng nấu topic sentence cứ chia sentence đại miên topic hay nắng miên controlling idea và đặc biệt dương tờ xe nơi khăn ông tua sẽ cái đấy cứ dương tờ xe tái nơi khăn ông controlling idea này tê nè three advantages này anh và đại controlling idea này dương giấy làm bị bay chùm nói ai khăn ông bay chùm nói nè 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 có hôm tặng bay nặng ná và đã dương hai tháng chỉ main idea và chẳng có hôm miên bay là bạc ná chẳng à anh mà là bá hay anh ấy nâng anh mà là bá hay nâng anh ấy mà là bạn chẳng có hôm nâng cái hai thằng main idea miền bay nâng nhiệt độ trên bị three advantages này anh
hai chấm nói ba không là ba có hôm môi môi cứ tới tại miền supporting sentence nắng và môi idea nắng môi 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 chấm nói có hôm nắng từ miền supporting sentence bay và lấy nè ok nè tạm đàn mơ mơ nè more than 50% of people around the world uses computer for their learning process và nắng môi sentence à. They use computer for surfing many lessons related to their core lesson in the classes. Ba P. In developed countries, both students and teachers use computer for e-learning. Ba B. They learn online class. Bốn. Most students in higher class use computer to do the presentation for their assignment. Và phần mà này phần mà computer can give everything the student want. Và chẳng supporting sentence này chỉ stong đá cứ kì dấu bày nếu không chẳng lọc bày nâng nè nó khả nế ai đã dặn tịch ná phí hay dặn trả nâng cứ phần bằng đài cái lại nít nhóm tôi sẽ là hốt đó là bởi môi bằng đài bởi sân dân nè nó khả nế ai phơ bán và nâng vị trí riêng loài bản đá chỉ tụ tới nâng cứ cái giáo tập bày tê hai đấy ban kia cầm nọt màu bày chẳng vì pru cái kết thá đàm bay cầm ai nẹ sở xe nâng bị bác này không ca sở xe mình miên cũng nứt mình miên ai đi dược mọc sở xe và chỉ tụ tới cái đã tập bày bày tê và lấy dân mơ và tọa mà tiết one more point computer is used for entertainment và lấy dân hoặc mơ supporting sentence mới miên bảo mán. There are many entertainment programs on YouTube, so when you have a computer, you can go in it and play a favorite video, film, and music. Và mùi là ba. Some people use computer to play games to reduce their boringness after studying long hours. Và pi là ba. There are a lot of more funny programs with a computer. Bảy là ba. Bà nó cứ chia lạc là stong đai cho tôi tới cứ dạo bay bay là bạc bạc năng à lấy dân rộp mơ là bằng cọng bà này the last thing computer is used for communication bà dân mơ mơ everyone always say that the world is in our hand because we can communicate to each other even though we stay far away from each other bà mùi là bà. We can speak together face to face across country or continent. Ba pi la ba. Video call or chatting via Facebook, Skype, Line or Telegram is the most useful for people who live far from each other. Ba la ba. Not only speak together, but people can chat by writing message for communication also. Bốn la ba, nè. Bà chẳng cứ lẹ cả nạ stong đá cứ kì dầu vật năng ná bà cứ chẳng lọc bay là bà năng anh xùm rạp con trò mà lơ mên ai điên đi mùi đi mùi nè tặng ọc nế bà rộng mình khơi tế đạt trâm tài pi là bà của bà này bàn tay chìa viên đạt mùi bà hãy đạt trâm pram là bà ấy của bà này bà này cũng ở tràn pi là hốt đòi bà mùi bà mùi bà ấy ná bà càng lơ này ấy bà làm bật đất nhóm cua ta đạt trâm pram là bà ấy. Bà này bằng tay đại xa này vì là bà khlay khlay đại tiền nhưng đã bỏ mối máu của vì ở đây đại chùm này ai cần cầu này cứ concluding sentence concluding sentence cứ dì sentence xâm rạp bằng chọc là bà hai concluding sentence này mình tiền tê chuồn cá miên mùi là bà chuồn cá miên pi là bà chuồn cá miên bay là bà vì ả sáy tờ lơ nẹ sở xe rư nẹ nè phun nẹm nè bà xâm rạp paragraph mùi này dừng mơ miên màn là bà. Totally, computer is really useful for people on the world because we can use it for studying, for happy activity and contact to each other. Bà miễn đại mùi là bạn. Hãy trời trong trăm phòng đá thả rục biếp này ca sẽ say concluding sentence cứ kia restate lần với nửa main idea nè. Nè. Main idea thì mùi computer dùng xâm rạp. Chia xong phải đẹp xâm rạp sắc xa nè, nhưng đã ta for studying nè. Hồi tí bì ấy kế cứ use for entertainment chẳng nè happy activity nè bà dân đâu biết bách tay đã xa ạp tình này vì nơi đó đài là hồi à nế chấm nói tí bấy nè main idea tí bấy use for communication nè chẳng dân đâu mà contact nè communication nâng tẹo tồn rồi cầu tình nè tùm nồng
contact nó có tẹt tông rồi có tầm nẹ tầm đông đôi khi chẳng như những đầu bị bách bàn tay đã xa nơi ăn tầm ấy nó nơi đó đà bà chlong ca tam rồi dạ ca tu sana video màu bà bàn ấy nâng cả lòng mốc xong khâm tha nẹ riêng tầng ơn nâng ai dốt nâng ai sẽ ban đời khuôn ai chẳng video mới ní xong mình chọc tầm này hồi xong chui cho like comment nâng xe nơi video này từ căn nhập xe nằm bây tụi tôi ban chấm này đăng phần này khang bì xa ông lê bà xong ọc con.